Sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội là một trong những cách viết để giúp cho chúng ta tạo ấn tượng. Thế thì như thế nào là sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội đây? Các bạn bước vào phần 1 lớn để có được cái nhìn hiểu rõ nhất được về cách viết này nhé. Như thế nào? Là cách viết sử dụng hình ảnh trong nghị luận xã hội. Đồng ý chưa nào? Ở đây nhá, sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội ý, hiểu một cách đơn giản đó là việc thay vì việc chúng ta viết một cái nội dung đó một cách trực tiếp, đồng ý không ạ? Nhá, thay vì viết một nội dung nào đó một cách trực tiếp thì chúng ta sử dụng những cái hình ảnh phù hợp để mà ví von, để mà sử dụng biện pháp so sánh, để mà sử dụng cái trí liên tưởng, tưởng tượng. Đấy, để mà cho câu văn của mình thêm sinh động hơn, bài viết của mình thêm sinh động hơn. Đồng ý không? Chúng ta ví von, thay vì viết một nội dung một cách trực tiếp ra, cụ thể ra, thì chúng mình ví von cái nội dung ấy với một hình ảnh phù hợp. Đồng ý chưa? Đó, hay nhá. Về mặt tưởng tượng, về mặt liên tưởng là chúng mình đang nghĩ đến cái biện pháp so sánh đấy. Đồng ý chưa ạ? So sánh xem là cái nội dung này này nó giống với cả hình ảnh gì, giống với cả câu chuyện gì của thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Đó. Thế thì ví dụ nhá, chị lấy ví dụ dành cho bạn nào nghe đến đây vẫn còn đang hơi mơ hồ này, thì chị lấy ví dụ giống như trong buổi học hôm trước chúng ta viết mở đoạn đi. Đây, ví dụ. Thay vì chúng mình viết, đây nhá, chúng mình đang cần phải viết một cái nội dung liên quan đến sự tự do, đồng ý chưa? Đây, liên quan đến sự tự do. Và chúng mình liên tưởng sự tự do của những cánh chim đại bàng, chúa tể của bầu trời đây, đồng ý không ạ? Nhá, thế thì thay vì chúng mình viết là trong cuộc đời của mỗi người ai cũng mong muốn được tự do, thay vì viết trong cuộc đời của mỗi người ai cũng mong muốn được tự do, đúng chưa ạ? Đây là cái ý mà chúng mình nghĩ đến và đây là việc chúng mình diễn đạt một cách trực tiếp. Đồng ý chưa? Nhá, nói trực tiếp cái sự tự do đó ra. Đó là cái mong muốn của tất cả mọi người. Thế nhưng mà thay vì việc viết như vậy, bây giờ chúng mình sẽ viết là cuộc đời của mỗi người tựa như một vòm trời cao rộng, mà ở đó ai cũng mong muốn trở thành những cánh chim đại bàng. Hiểu ấy chị chưa? Đây nhá, chúng mình có thể viết là gì ạ? Cuộc đời của mỗi người tựa như một vòm trời cao rộng, mà ở đó, đúng không ạ? Mỗi người đều mong muốn trở thành những chú chim đại bàng. Đó, mỗi người đều mong muốn trở thành những chú chim đại bàng. Tự do sải cánh. Làm chủ khoảng trời của riêng mình. Đồng ý chưa? Các bạn đã thấy sự khác biệt chưa nào?
một bên là chúng mình diễn đạt một cách trực tiếp nhá, về sự tự do, còn một bên chúng mình ví sự tự do của mỗi người ấy, giống như là hình ảnh chú chim đại bàng. Đó, khi tự do thì con người ta giống như những chú chim đại bàng, có thể tự do sải cánh ở trên bầu trời, làm chủ được cái khoảng trời của riêng mình. Đại bàng là chúa tể của bầu trời, đúng không? Đấy, thế nên rằng là đó chính là một cái ví dụ để các em hình dung về việc sử dụng hình ảnh khi viết nghị luận xã hội. Nói đến đây thì các em có thể nhớ lại suốt cái quá trình chúng mình học về nghị luận xã hội từ trước đến nay, thì chắc chắn các em đã từng đọc rất nhiều những đoạn văn hoặc bài văn có sử dụng những câu văn có hình ảnh như thế này, đúng không? Chỉ là chúng mình không biết được rằng là thì ra là có cách để mà áp dụng cái cách viết đó, chứ không phải là đột nhiên người ta nghĩ ra, đúng không? Mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể viết được như thế, đúng không nào? Rồi, đó. Thì đọc lên như vậy, các bạn có thấy là sử dụng hình ảnh ở trong đoạn văn của chúng ta, ở trong câu văn của chúng ta, thì sẽ giúp cho những cái nội dung này này nó không còn bị khô khan nữa, mà nó sẽ được diễn tả lại bằng biện pháp so sánh, giúp cho người đọc có được cái trí liên tưởng, tưởng tượng, giúp cho câu văn của mình phong phú, ấn tượng hơn, đúng không? Đấy, vậy nên rằng là cách viết này nó có tác dụng. Thứ nhất, đó là giúp cho đoạn văn của chúng mình có điểm nhấn, giúp cho cách diễn đạt của chúng ta được phong phú hơn. Đúng không? Đấy, đây cũng là một trong những cách để các em áp dụng khi chúng mình bị bí ý tưởng này, bị bí cách diễn đạt này. Nghĩa là khi mà các em đang có một cái nội dung nào đó cần diễn đạt nhưng không biết phải viết ra làm sao, thì các em cũng có thể nghĩ đến cách viết này, thử liên tưởng xem là có hình ảnh nào phù hợp để mà ta đem ra so sánh ở đây hay không, ví cái nội dung mình viết nó giống như hình ảnh đó, đồng ý không nào? Hay là khi chúng mình bí ý tưởng thì ta cũng có thể nghĩ đến là à, thì bây giờ mình thử nghĩ đến một hình ảnh nó phù hợp với cả vấn đề nghị luận này và mình đưa vào xem sao, đúng chưa? Đấy, thế nên là nó giúp cho chúng mình diễn đạt phong phú hơn và là cứu cánh cho những trường hợp chúng mình bị bí ý tưởng, bí cách diễn đạt. Ok chưa nào? Đó, và tất nhiên rồi, đoạn văn của chúng mình sẽ có thêm điểm nhấn và từ đó thì nó cũng giàu hình ảnh hơn, giúp cho bạn đọc giàu cái trí liên tưởng, tưởng tượng hơn khi đọc cái bài viết của chúng ta. Ok chưa? Đó, thế nhưng mà bên cạnh những cái tác dụng như thế thì chúng mình cũng cần phải lưu ý đến những cái điểm hạn chế của cách viết này nhá. Thứ nhất, đó là không phải nội dung gì chúng ta cũng có những cái hình ảnh phù hợp để mà đưa ra. Nếu như chúng mình cứ ép buộc, cứ bắt buộc và cứ áp dụng cái cách viết này một cách cứng nhắc ấy, thì rất dễ dẫn đến một cái tình trạng, đó là viết một câu văn có sự khiên cưỡng. Nghĩa là hiện thực nó không như vậy đâu, nghĩa là cái vấn đề này nó không phải mang đặc điểm như thế đâu, nhưng chúng mình cứ bắt nó phải như thế, chúng mình cứ diễn đạt nó như thế. Đó, thì chúng ta làm mất đi cái sự tin cậy và nó khiến cho câu văn bị khiên cưỡng. Và cái thứ hai, nếu như chúng mình sử dụng quá nhiều nhá, nếu như chúng mình sử dụng hình ảnh quá nhiều ở trong một đoạn văn, đó, thì sẽ khiến cho đoạn văn của chúng ta bị vòng vo ấy. Đồng ý chưa? Nhá, sẽ khiến cho đoạn văn của chúng mình bị vòng vo, bị lủng củng đấy. Bởi vì sao? Đây, các bạn thấy này, về mặt bản chất thì đây là cách mà chúng ta đi vòng. Chúng ta diễn đạt một cách gián tiếp chứ không phải diễn đạt một cách trực tiếp. Thế nên là nếu như mà chỗ nào chúng mình cũng diễn đạt gián tiếp như thế thì sẽ khiến cho đoạn văn của chúng ta vòng vo. Đọc câu nào của các em lên, người đọc cũng phải liên tưởng, cũng phải tự suy ra, đúng không? Đấy, thế nên rằng là cách viết này nó cũng chỉ có chúng ta nên sử dụng nó với một cái nhịp độ, với một cái số lượng phù hợp thôi nhá, cân bằng thôi ở trong đoạn văn của mình, chứ không phải lúc nào cũng sử dụng hình ảnh. Đấy, và thêm nữa nhá, chúng ta viết một đoạn văn là viết về một vấn đề nghị luận, đúng chưa? Thế bây giờ mà chúng mình sử dụng quá nhiều hình ảnh, vừa bên trên ví cái vấn đề này giống như hình ảnh A, bên dưới lại ví nó như hình ảnh B, dưới nữa lại ví nó như hình ảnh C, thế thì người ta biết liên tưởng đến hình ảnh nào cho đúng đây?
Đó, nếu viết quá nhiều thì vô hình chung nó lại khiến cho chính chúng ta đang lật lại những cái gì chúng mình viết. Đúng không ạ? Chính chúng ta đang phản bác lại những gì chúng mình viết. Đó, rồi thế nên rằng là cách viết nào cũng vậy, nó có những cái tác dụng và có những cái hạn chế. Việc của chúng ta là sử dụng thật khéo léo để phát huy được những tác dụng của nó và để tránh được những cái hạn chế mà cách viết đó đem lại. Ok chưa? Nhá. Rồi, thế thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Viết như thế nào đây? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn chúng mình cách viết nha. Các bạn bước sang phần 2 cùng với chị nào. Đó là cách viết. Cách viết nghị luận xã hội có sử dụng hình ảnh. Cách này thì các em có thể dùng trong bất cứ bài văn hay là đoạn văn nghị luận xã hội nào nhé. Ở đây thì chúng mình đang học về dạng đoạn văn, thế nên là chị ưu tiên việc chúng mình áp dụng nó cho đoạn văn. Đồng ý không? Rồi, thế thì chúng mình sẽ viết được những cái câu văn có chứa hình ảnh bằng cách áp dụng 3 bước sau đây. Bước 1 là chúng mình phải xác định cái nội dung cần diễn đạt đã nhé. Đồng ý chưa ạ? Chúng mình không nên nghĩ đến hình ảnh trước khi nghĩ đến nội dung, mà ở đây ta phải nghĩ là cái nội dung mình cần diễn đạt đã. Ví dụ như ở đây chúng mình phải nghĩ đến là bây giờ mình đang muốn diễn đạt về cái mong muốn tự do đối với mỗi người, thì ai cũng mong muốn được tự do. Đấy, cái nội dung mình muốn diễn đạt nó là như thế này. Hay nói cách khác là em phải xác định được cái nội dung mà ta diễn đạt trực tiếp nó là gì. Đồng ý chưa? Nhá. Sau đó mới đến bước thứ hai là chúng mình nghĩ đến, liên tưởng đến những hình ảnh phù hợp. Đồng ý chưa ạ? Liên tưởng đến những hình ảnh phù hợp. Và không những liên tưởng đến hình ảnh không nhá, mà chúng mình tốt nhất là nên liên tưởng đầy đủ chi tiết cả về đặc điểm của hình ảnh đó. Để làm gì? Để chúng mình thiết lập ra cái mối quan hệ so sánh giữa vấn đề mà chúng mình muốn diễn đạt. Đây, nội dung nhá, nội dung mà chúng mình muốn diễn đạt. Nó có cái mối liên hệ so sánh như thế nào với hình ảnh mà chúng ta liên tưởng tới? Ví dụ như sự tự do. Đồng ý chưa? Thì nó giống như là một chú chim đại bàng. Như vậy chưa đủ. Tại sao nó lại giống được chú chim đại bàng? Là bởi vì chú chim đại bàng nó luôn được tự do sải cánh trong cái khoảng trời của nó. Hay nói cách khác, nó chính là chúa tể của bầu trời. Bởi vì chim đại bàng được mệnh danh là chúa tể của bầu trời, được tự do sải cánh trong cái khoảng trời của mình, nên chúng mình mới liên tưởng đến hình ảnh đó khi nói về sự tự do, đúng không? Chứ chẳng ai nói sự tự do mà chúng mình liên tưởng đến con kiến, hay là chúng mình liên tưởng đến con vịt hay là con gà, đúng không? Đấy, bởi vì là đặc điểm của con kiến, con vịt, con gà thì nó không có cái đặc điểm nào mà nó biểu đạt được cho sự tự do cả. Đấy, không thể thiết lập được cái sự so sánh ở đây, không thể thiết lập được cái sự tương đồng ở đây giữa sự tự do và hình ảnh con vịt, con gà, đúng không? Bởi vì nó không có cái đặc điểm tương ứng này này. Đấy, thế nên rằng là ở bước này thì các em không những nghĩ đến hình ảnh nhá, mà chúng mình còn cần phải chắc chắn được là đặc điểm của cái hình ảnh ấy tương ứng với nội dung ta muốn diễn đạt. Thì khi đó chúng ta mới tránh được cái sự khiên cưỡng này này. Nhớ chưa ạ? Nhá, ok không? Đấy, khi đó chúng mình mới tránh được cái sự khiên cưỡng, bởi vì ta thiết lập được mối quan hệ so sánh tương đồng rất phù hợp. Đồng ý chưa? Và nó thuận theo cái trí liên tưởng tưởng tượng của người đọc. Chúng mình không phải giải thích quá nhiều. Chứ bây giờ liên tưởng xong lại còn phải đi giải thích tại sao chúng mình liên tưởng như thế.
thì mất rất nhiều thời gian và lại khiến cho bài văn của mình, đoạn văn của mình bị vòng vo rồi, đúng không nào? Đấy nhá. Rồi, và bước cuối cùng, nghĩ xong rồi thì bây giờ chúng mình diễn đạt thôi, viết câu hoàn chỉnh. Thì chúng mình có một số những cái công thức viết như sau, phổ biến nhá. Đây, công thức 1, cách 1. Đó là chúng mình sử dụng cấu trúc câu nếu. Đồng ý không? Nếu cuộc đời là, thì cái nội dung ta muốn diễn đạt, chị ghi ở đây là nội dung nhá. Nội dung chính là cộng với cả hình ảnh. Ok chưa? Ví dụ, nếu cuộc đời là một vòm trời cao rộng thì sự tự do chính là những cánh chim đại bàng giúp chúng mình, à, chính là những cánh chim đại bàng, hoặc là chính là hình ảnh những chú chim đại bàng sải cánh làm chủ bầu trời ấy. Ok chưa? Nhá, hoặc là gì? Nếu cuộc đời là một hành trình giữa biển rộng, hoặc nếu cuộc đời là, à, là trời cao là biển rộng, thì niềm tin hy vọng giống như là ngọn hải đăng, đúng không? Đó, tức nghĩa là ở đây chúng mình sẽ cần phải liên tưởng đến thêm một cái hình ảnh nữa tương ứng với cuộc đời, và hình ảnh đó thì nó cũng phải tương ứng với cả cái hình ảnh chính ta đang muốn nêu ra ở đây. Đấy là cách viết 1 nhá. Ok chưa? Cách viết 2. Cách viết 2 là chúng mình diễn đạt trực tiếp luôn nội dung mà chúng mình muốn viết. Ok chưa nào? Tựa như, đấy, cộng với cả hình ảnh và đặc điểm của hình ảnh. Ok chưa? Niềm tin và hy vọng trong mỗi người tựa như những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Ok chưa? Nhá, hoặc là gì? Những điều tốt đẹp trong cuộc đời tựa như những chiếc cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Hả? Hình dung ra chưa nào? Hay là gì? Hay là, à, những khó khăn ở trong cuộc đời này tựa như, giống như, đây các em có thể viết tựa như hoặc là giống như những cơn giông tố có thể quật ngã chúng ta bất cứ lúc nào. Đồng ý không? Đó, nhá. Hay là gì? Hay là sự nỗ lực vươn lên, sự làm, à, việc làm chủ nghịch cảnh ở trong cuộc sống giống như việc cung tên muốn tiến được về phía trước là nhờ có dây cung kéo thật mạnh về phía sau. Đồng ý không? Đấy, cách này là đơn giản nhất này, viết trực tiếp luôn và cũng không kém phần hấp dẫn, đúng không? Đấy, hay là chúng mình cũng có thể áp dụng cách thứ ba, là chúng mình sẽ nêu hình ảnh và đặc điểm của hình ảnh đó trước. Sau đó, chấm nhá, sau đó sang đến câu tiếp theo cũng giống như vậy. Và nêu ra nội dung. Hiểu ấy chị ông ạ? Nhá, ví dụ này, à, không thể có bầu trời, à, không thể có cầu vồng rực rỡ nếu như trước đó không có những cơn mưa. Này, nêu ra xong. Ok chưa? Nêu ra xong cái hình ảnh nhá. Sau đó này, cũng giống như vậy, đứng trước những khó khăn, trở ngại, bạn đừng vội bi quan, bởi chỉ cần có hy vọng, bạn sẽ nhìn thấy cầu vồng thật đẹp sau những cơn mưa thử thách. Ok chưa? Hay là gì? Giữa đêm tối mịt mù, vẫn có những vì sao tỏa sáng lung linh theo cách riêng. Cũng giống như vậy, giữa khó khăn cách trở, niềm tin và hy vọng vẫn luôn tỏa sáng để soi đường cho chúng ta. Ok chưa? Nhá! Hay là gì? Hay là ví dụ như là gì? Một dòng sông có thể cắt ngang một tảng đá không phải là nhờ sức mạnh của nước mà là nhờ sự kiên trì. Nước chảy thì rồi một ngày đá cũng sẽ mòn. Cũng giống như vậy, đúng không ạ? Nhá, sự kiên trì có sức mạnh to lớn mà đôi khi ta không thể ngờ đến. Ok chưa? Đó, hiểu ấy chị ông nào? Đó, thì đây là ba cách cơ bản nhất nhá.
Và tất nhiên là chúng mình không không phải lúc nào cũng sẽ áp dụng những cái công thức này một cách cứng nhắc, mà ở đây những cái công thức này vừa là gợi ý để các em áp dụng, các em viết được luôn, vừa là cái gợi ý để các bạn có ý tưởng viết. Hiểu ý chị không nhá? Đấy, thì đây là ba cái cách cơ bản để các em có thể áp dụng cái cách viết có hình ảnh trong bài văn, trong đoạn văn của chúng mình. Ok chưa? Thế thì liệu rằng cái cách viết có hình ảnh này nó sẽ sử dụng ở trong những vị trí nào của đoạn văn chúng ta viết? Sẽ dùng trong mở đoạn này, hay là thân đoạn, hay là kết đoạn đây? À, các bạn lưu ý nhá, vị trí để viết những cái câu văn có hình ảnh này này thì nó rất là tự do, các em có thể viết trong mở đoạn cũng được, chúng mình viết trong thân đoạn cũng được, chúng mình viết trong kết đoạn cũng được. Bất cứ vị trí nào ở trong cái đoạn văn của chúng ta đều có thể sử dụng hình ảnh để viết nhé. Hiểu ý chị không nào? Nếu như viết trong mở đoạn thì chúng mình có thể sử dụng để dẫn dắt. Nếu như viết trong thân đoạn thì ta có thể viết ở trong phần bàn luận, phân tích, hoặc là phần liên hệ bản thân, đồng ý không? Đấy, hay là phần chứng minh, sử dụng dẫn chứng chứng minh cũng đều có thể sử dụng được luôn. Hay là phần kết đoạn, ta mượn những hình ảnh đó để truyền tải thông điệp của mình sau khi mà viết cái đoạn văn này cũng ổn luôn, đồng ý chưa nhá? Thế nên là chị cũng muốn khẳng định lại để các bạn không hiểu lầm rằng là chỉ có thể viết nó ở trong mở đoạn nhá. Chúng mình viết ở bất cứ vị trí nào trong đoạn văn cũng được, nhưng nhớ nha, số lượng những hình ảnh sử dụng cũng cần phải phù hợp, cân đối, chứ không được sử dụng quá nhiều gây ra cái tình trạng là đoạn văn của mình bị loãng, bị vòng vo nhá. Nhớ chưa nào? Đấy, rồi, thế thì bây giờ với tất cả những cái phần hướng dẫn cơ bản như thế, từ việc là chúng mình hiểu thế nào là cách viết sử dụng có hình ảnh trong nghị luận xã hội này, chúng mình nắm được cách viết 3 bước và đặc biệt là có 3 cái công thức để ta áp dụng như vậy rồi, thì bây giờ các bạn sẽ bước vào thực chiến luôn cùng với chị nha. Đây, các bạn sẽ kẻ giúp cho chị một cái bảng như thế này. Các bạn sẽ kẻ một bảng như thế này nha. Các bạn sẽ lấy giấy bút ra kẻ luôn nhá. Và sau đó, sau khi mà kết thúc cái video này thì các bạn sẽ bắt đầu thực hành luôn, các bạn sẽ hoàn thiện luôn cái bảng này và nộp lại tại phần bình luận của cái bài đăng video này luôn. Nhớ chưa ạ? Nhá, phải nộp luôn trong tối ngày hôm nay đấy. Ok không nào? Phải nộp luôn trong tối ngày hôm nay nhá. Bạn nào mà không thực hiện cái thử thách này là cũng bỏ lỡ đi cái cơ hội để nâng cấp đoạn văn nghị luận xã hội của chúng mình đấy. Nhớ chưa nào? Ok chưa? Đây, các bạn sẽ kẻ cho chị 3 cột nhá. Cột đầu tiên nhỏ thôi, không cần quá to đâu. Cột đầu tiên thì nhỏ xinh thôi. Ok chưa? Cột thứ hai thì rộng hơn một chút xíu. Các em cứ kẻ hết cả trang vở nhá, bởi vì tất nhiên là nó sẽ sang đến trang thứ hai rồi. Đồng ý không? Đây, ba cột này sẽ có đề mục như sau. Thứ nhất là chủ đề. Thứ hai là hình ảnh. Và thứ ba đó là triển khai. Triển khai viết cụ thể. Nhá, bây giờ chị sẽ cung cấp, nếu như mà bạn nào chúng mình chưa chưa quen với việc suy nghĩ đến những cái hình ảnh ấy, thì chị sẽ cung cấp khoảng 10 hình ảnh tương ứng với những cái chủ đề khác nhau. Và việc của các em sẽ là triển khai viết cái hình ảnh đó ra một cách cụ thể, hoàn thiện cái cột thứ ba này này. Chị sẽ cung cấp cho các bạn cột 1 và cột 2. Việc của các bạn sẽ hoàn thành cột thứ ba. Thế nhưng mà tất nhiên những bạn nào mà chúng mình có những cái liên tưởng riêng thì các bạn vẫn có thể đi theo cách riêng của mình nhé. Không nhất thiết là phải đi theo đúng khớp với cả sự gợi ý của chị. Đồng ý chưa nào? Những bạn nào mà chúng mình chưa nghĩ ra những hình ảnh phù hợp thì các em có thể dựa vào gợi ý của chị. Còn những bạn nào mà chúng ta có cái cách liên tưởng riêng thì các em hoàn toàn có thể viết theo cái cách của mình nhé. Chị lấy ví dụ, chủ đề về hy vọng lạc quan. Đồng ý chưa? Thì hình ảnh đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó chính là hình ảnh hoa hướng dương chẳng hạn. Thì các bạn viết vào đây, hoa hướng dương nhá.
Và sau đó các bạn viết cái câu hoàn chỉnh ở đây. Và các em mở ngoặc trước cho chị là câu đó các em sẽ sử dụng trong phần mở đoạn hay là trong phần kết đoạn hay là trong phần thân đoạn nhá. Ví dụ như ở đây chúng mình sẽ, chị sẽ sử dụng nó trong phần kết đoạn chẳng hạn. Ok không? Hoa hướng dương đã dạy tôi. Chỉ cần hướng về phía mặt trời. Bóng tối sẽ ngả về phía sau. Đồng ý chưa ạ? Nhá. Và mỗi ngày sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chấm. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải luôn hy vọng, lạc quan trong cuộc sống này. Luôn hy vọng, lạc quan trong cuộc sống này. Đồng ý chưa? Đấy nhá, đấy là hình ảnh đầu tiên. Và tất cả các hình ảnh khác thì các bạn cũng viết tương tự như vậy. Nhưng mà không phải là cứ một chủ đề thì có một hình ảnh đâu nhá. Một chủ đề có thể có nhiều hình ảnh. Đấy, nên là vẫn là về chủ đề hy vọng, lạc quan. Thì ở đây chị gợi ý thêm hai hình ảnh nữa nhá. Đó là hình ảnh ngôi sao này. Đó, các bạn cũng viết vào đây. Các bạn sẽ tự hoàn thiện cái phần diễn đạt chi tiết này. Hình ảnh ngôi sao hay là hình ảnh cầu vồng này. Đó. Ok chưa? Nhá. Đấy, thế thì bây giờ mỗi bạn sẽ cần phải hoàn thiện cái bảng này với tối thiểu là 15 hình ảnh. Không giới hạn về chủ đề nhá. Các em có thể nghĩ ra nhiều chủ đề. Thế nhưng mà cần tối thiểu là 15 hình ảnh khác nhau, tương ứng với các chủ đề khác nhau. Ok chưa? Thì nếu như mà bạn nào đã có được cái vốn liên tưởng của mình rồi thì có thể bắt tay vào thực hiện luôn. Còn nếu không thì các em có thể theo dõi. Chị sẽ chụp lại cái bảng gợi ý này bao gồm 15 hình ảnh. Đấy, để các bạn có thể có được cái gợi ý khi chúng mình liên tưởng. Còn sau đó các em chỉ cần hoàn thiện cái cột thứ ba này thôi nhá. Đồng ý không? Các bạn hình dung ra không nào? Và chúng mình sẽ cần phải hoàn thiện cái bảng này. Nhớ nha, tối thiểu là 15 hình ảnh. Và phải hoàn thiện được cái cột thứ ba này này là triển khai viết cụ thể. Nhớ chưa ạ? Nhớ chưa? Và chúng mình sẽ nộp luôn trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy nên lời khuyên là các em nên nghiêm túc và tập trung thực hiện luôn, không để dành. Bởi vì chúng mình đang trong cái mạch nghĩ về cách viết này rồi, áp dụng cách viết này rồi, kiểu như học đến đâu thực hành đến đấy ấy. Nên chỉ cần có một cái sự ngắt quãng thôi là các bạn sẽ bị mất đi cái mạch, mất đi cái sự tìm tòi, mất đi cái trạng thái tập trung của não bộ. Thế nên là tốt nhất chúng mình nên thực hiện luôn cho nó xong nhá. Thực hiện và thực chiến luôn cho xong. Thì trong cái quá trình các bạn thực chiến như thế, các em sẽ nhìn thấy ra được những vấn đề mình có thể gặp phải khi áp dụng cách viết này trong nghị luận xã hội. Thì đến khi đó chúng ta mới có thể chia sẻ với nhau, nói chuyện với nhau để tìm ra được cách viết tốt nhất. Còn nếu chúng mình không thực hiện, nếu chúng mình chỉ chờ đợi những phần tài liệu hay là chỉ chờ đợi kết quả thực hiện của các bạn khác ấy, thì đó là kiến thức của người khác, không phải của chúng mình mất rồi. Và chắc chắn khi đi thi thì các em cũng không thể áp dụng được một cách nhanh nhạy đâu. Đồng ý chưa nào?